Xin chào anh em, mình là Gầy. Trước đây thì chúng ta thường biết đến một số những cái tản nhiệt thông thường, ví dụ như là tản stock hay là những cái tản tháp và khí. Rồi dần dần chúng ta nâng đến những cái tản như tản nhiệt nước. Và nói về tản nhiệt nước thì chúng ta sẽ có hai loại, một là custom hay là all in one. Mình sẽ không đi chi tiết vào từng loại nó là gì, mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em về ba cái tản nước all in one. Những cái tản nhiệt mà theo mình nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn rất nhiều cho việc lắp đặt và cũng như là có một không gian thoáng đãng trong cái cây của mình. Lần lượt ở đây thì mình đang có đắt nhất ở đây là có con Corsair H115i Pro RGB. Ở đây thì mình sẽ có một con Master Liquid của Cooler Master ML240L, và bên kia là mình có một con Raymat Cobra 240, cũng toàn là RGB hết. Trong đó thì chiếc Cooler Master này và chiếc Raymat kia thì có giá tương đương nhau là khoảng 2 triệu, còn chiếc Corsair thì có giá đắt hơn, khoảng độ hơn 4 triệu, hơn 4 triệu rưỡi cơ. Trong quá trình lắp đặt thì khi mà mới lắp thì mình thấy rằng là chiếc Corsair và cũng như là Cooler Master thì sử dụng ngay cái ngàm của AMD. Cái bộ mình đang có đây là mình sử dụng chip Ryzen 5 1600X. Thì khi mà mình lắp vào thì nó sẽ lắp thẳng vào cái ngàm AMD của con Ryzen 5. Nó cũng khá là dễ, còn khi mà mình lắp chiếc Raymat thì phải tháo ra, tháo hết cả main ra nên nó tương đối là mất thời gian. Nó có một cái ngàm riêng và lắp vào. Mỗi một con lại có một đặc điểm khá là hay. Mình sẽ nói trước về hai con có mức giá bằng nhau, đó là con Cooler Master và con Raymat. Thì cả hai con này đều có LED RGB. Tuy nhiên con Raymat thì lại RGB ở cái củ tản nhiệt trên CPU. Và mình thấy rằng RGB của cái củ đấy thì đẹp hơn khá là nhiều. Bên cạnh đó thì cái ngàm lắp ở trên CPU nó cũng khá là thoáng, nhìn nó gọn mắt. Tuy nhiên có mỗi một nhược điểm, đó là tuy là cái củ CPU có RGB nhưng cái quạt thì lại không. Mình cảm thấy đây là một điều hơi đáng tiếc một chút, bởi vì lẽ ra nếu mà đã làm RGB thì nên làm RGB đủ hết luôn. Trong khi đó thì con Cooler Master này thì lại có cái quạt RGB rất là đẹp, và các bạn có thể tùy chỉnh từng màu mà các bạn thích, hoặc là có thể thay đổi tự động luân chuyển các màu RGB cũng khá đẹp. Không, mỗi một điều là cái củ tản nhiệt ở trên CPU thì cái chữ Cooler Master này cái màu RGB nó lại không sáng và cũng như là không đẹp như trên Raymat. Và hơn nữa là cái ống dây tản thì nó lại có vẻ như là cứng hơn, khiến cho các bạn nào mà muốn xoay trên, xoay dưới, xoay ngang, xoay trái, xoay phải ấy, thì nó có vẻ khó hơn con Raymat. Đấy là điểm khác nhau giữa hai con tản Cooler Master và cũng như là con Raymat. Con Corsair thì lại có một đôi chút khác biệt vì giá nó cao hơn mà, đúng không? Đầu tiên là cái quạt của nó lớn hơn. Với 280mm thì mình cảm thấy cái quạt này có chất lượng rất là tốt. Đặc biệt là cái tốc độ vòng quay chỉ có khoảng độ 1200 vòng phút, cho nên là cái quạt này nó rất êm. Khi mà mình test với con Cooler Master và cũng như con Raymat thì mình cảm thấy hai con này có vẻ ổn hơn một chút so với con Corsair, mặc dù là quạt to hơn nhưng mà lại êm hơn. Bên cạnh đó thì con Corsair này cũng có khả năng tản nhiệt tốt nhất và tí nữa mình sẽ nói sau. Thế nhưng mà có một nhược điểm của con Corsair này so với cả Cooler Master lẫn con Raymat, đó là cái màu RGB ở trên cái củ tản nhiệt CPU thì lại có vẻ như là mình thấy nó hơi bị xấu, trông nó không được đẹp cho lắm. Lắp lên nhìn cái màu nó phát ra trông nó cũng không thích mắt. Chưa kể là cái quạt này nó cũng chả có RGB luôn. Nên là nói chung là nếu mà xét riêng về phần RGB và cũng như là độ đẹp của con Corsair này thì mình đánh giá khá thấp, thấp hơn cả con Cooler Master lẫn con Raymat. Nhưng mà về khả năng tản nhiệt thì mình đánh giá cao hơn cả hai con. Đó là những cái trải nghiệm cảm quan bên ngoài. Thế nhưng mà nếu mà để đi sâu vào để test thì mình sẽ cho các bạn thấy một số thông số. Mình test rất là đơn giản thôi. Mình sẽ test với cái khả năng stress CPU ở 100% full load luôn. Xem được bao nhiêu độ, tản nhiệt được đến đâu. Và mình stress trong quá trình chơi game thông thường. Tựa game hot nhất này là PUBG đúng không? Mình sẽ test luôn PUBG xem là cái nhiệt độ tản nhiệt của cả ba cái tản nhiệt nó sẽ như thế nào. Đối với phần mềm CPU Z thì khi mà mình stress CPU ở 100% thì mình thấy là cái tản Raymat này thì có nhiệt độ là cao nhất, tức là 55 độ. Cái này thì thực ra là mình phải xin lỗi các bạn, bởi vì bọn mình lại không may không có đủ cái quạt chuẩn của con Raymat, mà bọn mình phải dùng cái quạt ở bên ngoài, quạt GameStorm, nói chung là cái quạt không phải quạt gốc của nó. Cho nên là có thể cái nhiệt độ này là nó còn ảnh hưởng bởi chính cái quạt không phải quạt stock của nó nữa. Thực tế thì nó có thể xê dịch khoảng độ 1 đến 2 độ. Trong khi đó thì con Corsair và con Cooler Master lần lượt có nhiệt độ thấp hơn khoảng 1 độ. Cooler Master thì khoảng stress 100% CPU full load với CPU Z thì khoảng độ tầm 54 độ, còn Corsair lại là 53 độ. Đấy là quá trình mình stress CPU Z khoảng 20 phút đến 30 phút thì mình nhận thấy là nhiệt độ nó ổn định ở cái mức đó và nó không tăng lên nữa, cũng tương đối là mát. Bởi vì thực chất con Ryzen 5 1600X này có đến 6 x 12 luồng và để có thể full load lâu như vậy, giữ nhiệt độ khoảng độ chỉ hơn 50 độ thì cũng là rất là mát rồi. Đấy là cái quá trình mà mình stress CPU, để cho những anh em nào mà quan tâm đến những cái vấn đề như kiểu render rồi encode các thứ thì anh em có thể quan tâm đến cái vấn đề đó. Còn những anh em nào mà chỉ chơi game thì trong quá trình mình chơi PUBG thì cái nhiệt độ nó cũng khá là hay. Đối với con Raymat thì nhiệt độ lại là cao nhất, nó ổn định ở khoảng độ 39 độ, CPU thì nhảy loanh quanh khoảng 19 đến 55%. Còn Corsair thì nhiệt độ trung bình là khoảng 34 đến 35 độ,
Nhưng mà không hiểu tại sao lại có đôi lúc thỉnh thoảng nhảy lên khoảng 38 hay 39 độ. Nói chung là khá là ổn định. Còn con Cooler Master thì có đôi chút nóng hơn một tẹo so với con Corsair. Nó ổn định khoảng 35 độ, nóng một tí, gọi là 1-2 độ. Thì gần như là cái sự chênh lệch giữa con Cooler Master này và con Corsair này là không nhiều. Thì chốt lại, ở đây mình có 3 cái tản, mỗi cái lại có một ưu điểm riêng. Đối với con Remax thì bạn nào quan tâm đến cái vẻ đẹp của nó ở cái củ tản ở trên CPU thì mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm đẹp nhất với mức giá khoảng 2 triệu và cũng như là cách lắp đặt thì rất là gọn gàng. Cooler Master thì sẽ phù hợp cho anh em nào mà thích quạt kiểu RGB chứ còn không quá quan tâm đến cái chuyện RGB ở trên cái củ tản ở CPU. Trong khi đó thì con Corsair này thì lại nổi bật hơn với cái quạt rất là to nhưng mà lại chạy cực kỳ êm và lượng gió rất ổn định. Nhiệt độ của Corsair luôn luôn là ổn định nhất. Vậy thì trong những cái tầm tiền như này, nếu bạn nào có khoảng độ 2 triệu đồng mà các bạn muốn có một con tản all-in-one ngon thì theo mình là mình sẽ khá là hứng thú với con Remax cá nhân mình, bởi vì mình thích cái kiểu RGB của nó hơn và cũng như là cái lá tản nhiệt của nó có chất lượng tốt hơn. Còn con Cooler Master này sẽ phù hợp cho các bạn nào mà có sở thích đó là RGB trên quạt. Còn tóm lại con Corsair này thì nó là một con cao cấp hơn hẳn rồi. Nếu anh em nào muốn đầu tư một con tản all-in-one có chất lượng rất là tốt, cả về lá tản, cả về chất lượng quạt, cả về độ ồn, thì con Corsair này sẽ là sự lựa chọn ngon lành nhất. Anh em nghĩ sao? Nếu cá nhân anh em có một số lượng tiền để có thể đầu tư và không chỉ làm đẹp và cũng như là giải pháp tản nhiệt cho cây PC của mình, thì anh em sẽ lựa chọn con nào? Hay là anh em sẽ lựa chọn một con khác? Hãy comment bên dưới cho mình biết. Video này là hết rồi. Cảm ơn Phát PC đã cho bọn mình mượn cả 3 bộ tản ở đây để có cơ hội làm video cho anh em. Link cả 3 sản phẩm này mình sẽ cho bên dưới phần mô tả cộng với cả link của group cộng đồng số. Đây là một cái group mở ra một sân chơi cho anh em là yêu thích công nghệ, muốn hỏi đáp, muốn bàn luận mình mấy ông khác thông nhau để ra cái group này, thì mình sẽ cũng cho cái đường link ở bên dưới phần mô tả luôn. Anh em hãy nhớ lướt qua để xem bọn mình múa may trên đấy nhá. Video này là hết rồi. Anh em thấy hữu ích thì hãy bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón những video mới nhất đến từ Lưu Dạo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video lần sau. Bye bye. Cầm ngược thôi.